Kính chào IQ em đó, mến chào Trang Thư, mến chào Nghĩ Lại, kính chào Duyên, kính chào Lady Bin Bin, sa thú lành thai chúng con thành kính. Thánh lễ, một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân đi. Bên bên dạ mến chào Nghĩ Lại. Nam mô Bụt tha giá, kính lãnh lễ tri ân thượng tọa thay mặt chư tôn đức tăng tới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhục Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn huynh Vát Tha Na đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và họ trì quy y. Dạ bây giờ thì là đến cùng bài pháp của thầy. Tiểu ngài như thầy có sư Tuệ Nhẫn Quỳnh, kính mời cô tu nữ Tuệ Duyên. Cô tu nữ Tuệ Duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Nếu nghe được âm thanh Nhật Quỳnh cho Nhật Quỳnh sa thú Nhật Quỳnh kính mời cô nghe. Sa thủ lành thay và kính cảm ơn Sích Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá, mô Tham Giá, con thành kính đảnh lễ Đức Phật giáo pháp và chư tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh cùng kính lễ quý bà quý cô tu nữ và kính chào tất cả quý thiền nam tín nữ. Hôm nay chưa thấy đại tính cũng không thấy đại đức cho nên là tự nhiên xin tiên phong đọc bài tiểu kinh 32 La Mã và đoạn số 26. Điều này đã được Thế Tôn, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi được nghe. Tỳ kheo, đầy đủ hai người như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là hai ác giới và ác kiến? Này các tỳ kheo, đầy đủ hai pháp này, một người như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế anh nói lên ý nghĩa nào ở đây? Điều này được nói, người nào được thành tựu đầy đủ hai pháp này, đầy đủ với ác giới và đầy đủ ác kiến, khi thân hoại mạng chung, người có ác trí tuệ, người ấy phải bị sanh vào cảnh giới địa. Ý nghĩa này được Thế Tôn và tôi đã được nghe. 33 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Đầy đủ hai pháp các tỳ kheo, một người như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế nào là hai và kiến hiền thiện? Đầy đủ hai pháp này, này các tỳ kheo, một người như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế nào là hai giới hiền thiện và kiến hiền thiện? Đầy đủ hai pháp này, này các tỳ kheo, một người như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây. Điều này được nói đến, người nào được thành tựu đầy đủ hai pháp này, đầy đủ giới hiền thiện, đầy đủ kiến hiền thiện, khi thân hoại mạng chung, người có chánh trí tuệ, người ấy sẽ được sanh vào cảnh giới cõi trời. Ý nghĩa này
được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ chắc hết rồi. Dạ à, bây giờ tự nhiên xin xuống mắt. Dạ kính mời Nhật Quỳnh. Dạ sa thư lành thầy, kính cảm ơn cô tu ni Tuệ Duyên. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Sa Ma Giá, Nam mô Sáng Kha Giá. Kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Kính lễ đại đức Minh Hạnh, kính chào cô tu nữ Tuệ Duyên cùng toàn thể các quý là hữu trong rung đại con xin được đọc tiểu bộ kinh phẩm 23-22 chưa kinh 32. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, đầy đủ hai pháp, một người như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là hai? Ác giới và ác kiến. Này các tỳ kheo, đầy đủ hai pháp này, một người như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Người nào được thành tựu đầy đủ hai pháp này, đầy đủ với ác giới và đầy đủ ác kiến, khi thân hoại mạng trung, người có ác tri kỳ tuệ, người ấy phải sanh vào cảnh giới địa ngục. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Phẩm 20-33. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Đầy đủ hai pháp này các tỳ kheo, một người như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế nào là hai? Giới hiền thiện và kiến hiền thiện. Đầy đủ hai pháp này, này các tỳ kheo, người nào được thành tựu đầy đủ hai, một người như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế nào là hai? Giới hiền thiện và kiến hiền thiện. Đầy đủ hai pháp này, này các tỳ kheo, một người như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Người nào được thành tựu đầy đủ hai pháp này, đầy đủ giới hiền thiện, đầy đủ kiến hiền thiện, khi thân hoại mạng trung, người có chánh trí tuệ, người ấy sẽ được sanh vào cảnh giới cõi trời. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ Nam Mô Phật Thà Gia Con xin được xuống rồi. Xin mời Sít Trần Đạo tiếp theo. Nam mô Bích Thai Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc đoạn bộ kinh tiểu bộ. Dạ cảm ơn cô tu nữ đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Cảm ơn chị Nhật Bình. Đoạn 27. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, đầy đủ hai pháp, một người như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là hai? Ác giới và ác kiến. Này các tỳ kheo, đầy đủ hai pháp này, một người như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. Người nào được thành tựu đầy đủ hai pháp này, đầy đủ giới, ác giới và đầy đủ ác kiến, khi thân hoại mạng chung, người có ác trí tuệ, người ấy phải bị sanh vào cảnh giới địa ngục. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Đoạn 28. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe.
đầy đủ hai pháp. Này các tỳ kheo, một người như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế nào là hai? Giới hiền thiện và kiến hiền thiện đầy đủ hai pháp này. Này các tỳ kheo, một người như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế nào là hai? Giới hiền thiện và kiến hiền thiện đầy đủ hai pháp này. Này các tỳ kheo, một người như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến: người nào được thành tựu đầy đủ hai pháp này, đầy đủ giới hiền thiện, đầy đủ kiến hiền thiện, khi thân hoại mạng chung, người có chánh trí tuệ, người ấy sẽ được sanh vào cảnh giới cõi trời. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói tới và tôi đã được nghe. Dạ, con đã đọc xong, con xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, xà thưa, kính cảm ơn Sích Trần Đạo. Năm mô con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào đạo tràng và cảm ơn cô tu nữ tự duyên Vinh Vách Hành Ná Sích Trần Đạo cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Và con xin đọc bài 32 tiểu bộ kinh 32 La Mã. Dạ, cảm ơn Vinh. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, đầy đủ hai pháp, một người như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là hai? Ác giới và ác kiến. Này các tỳ kheo, đầy đủ hai pháp này, một người như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến: người nào được thành tựu đầy đủ hai pháp này, đầy đủ với ác giới và đầy đủ ác kiến, khi thân hoại mạng chung, người có ác trí tuệ, người ấy phải bị sanh vào cảnh giới địa ngục. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Bài 33 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Đầy đủ hai pháp này các tỳ kheo, một người như vậy được tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế nào là hai? Giới hiền thiện và kiến hiền thiện đầy đủ hai pháp này. Này các tỳ kheo, một người như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế nào là hai? Giới hiền thiện và kiến hiền thiện đầy đủ hai pháp này. Này các tỳ kheo, một người như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến: người nào được thành tựu đầy đủ hai pháp này, đầy đủ giới hiền thiện, đầy đủ kiến hiền thiện, khi thân hoại mạng chung, người có chánh trí tuệ, người ấy sẽ được sanh vào cảnh giới cõi trời. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, mà kinh đến này đã chấm dứt. Dạ, con thành kính tri ơn chư tôn đức. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng, kính cảm ơn cô tu nữ tệ duyên. Dạ, Nhật Bình kính chào Sumata, kính chào anh học pháp vừa vào đạo tràng. Dạ, bây giờ còn 8 phút nữa mới tới giờ của thượng tọa Pháp Tân vào đạo tràng, mà Nhật Bình nhìn lên nhìn xuống trong còn thấy một cái vị nào có thể cầm mic được. Dạ, bây giờ làm sao đây Quỳnh Quá Thanh à? Quỳnh chỉ dạy giùm Nhật Quỳnh đi, làm thế nào đây? Dạ,
làm thế nào để ngài Huỳnh Phát Thanh Lạc tiếp tục để bằng ha. Dạ rồi, chờ sư vào rồi mình thỉnh pháp sư ha. Rồi cảm ơn Huỳnh Nhân. Dạ con xin phép được xuống bích ạ. Đó kiếp lúc kia nếu được cho sinh Pali ha, cho sinh Pali, nếu được cho sinh Pali Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Dạ con thành kính lãnh lễ thượng tọa Thanh Tâm vừa vào đạo tràng. Dạ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ sư vào đạo tràng, sư có nghe được âm thanh của con không? Dạ hôm nay chúng con ôn bài tiểu bộ kinh 32 và 33. Dạ sư có thể cầm mic được không? Sư có đọc bài không bạch sư? Nếu được thì khi cho con một tín hiệu để con kính dâng mic đến sư ạ. Nam Mô Bụt Tha. Dạ dạ vậy con kính dâng mic đến sư. Dạ, mô Phật, trước hết con xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, kính lễ chư tôn đức tăng, kính lễ tỳ kheo Minh Hạnh, kính chào quý cô và tất cả quý Phật tử. Bây giờ ý cô là muốn sư đọc cái bài này đó phải không? 32 La Mã đúc 1.5 26 điều này đã được Thế Tôn nói lên, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, đầy đủ hai pháp, một người như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là hai? Ác giới và ác kiến. Này các tỳ kheo, đầy đủ hai pháp này, một người như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Người nào được thành tựu đầy đủ hai pháp này, đầy đủ với ác giới và đầy đủ ác kiến, khi thân hoại mạng chung, người có ác trí tuệ, người ấy phải bị sanh vào cảnh giới địa ngục. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Đầy đủ hai pháp này, này kheo, một người như vậy tương xứng được sinh lên thiên giới. Thế nào là hai? Giới hiền thiện và kiến hiền thiện. Đầy đủ hai pháp này, này các tỳ kheo. Một người như vậy được tương xứng được sinh lên thiên giới. Thế nào là hai? Giới hiền thiện và kiến hiền thiện. Đầy đủ hai pháp này, này các tỳ kheo, một người như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Người nào được thành tựu đầy đủ hai pháp này, đầy đủ giới hiền thiện, đầy đủ kiến hiền thiện, khi thân hoại mạng chung, người có chánh trí tuệ, người ấy được sanh vào cảnh giới cõi trời. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, yeah, một Phật. Như vậy là sư đã đọc xong xong bài ha.
Sư gửi mic lại cho đạo tràng nha. Hôm nay may mắn đọc được bài này. Dạ, mô Phật. Dạ, xa thủ lành thai. Dạ, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân sư rất là nhiều. Sư vừa vào là bị con bắt cóc rồi. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ, cô tu nữ tại vì cô tu nữ Thâm Má Cha Rí. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Thâm Má Cha Rí. Dạ, cô có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không cô? Cô có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cô có thể cầm mic không? Có thể đọc bài không cô? Dạ, kính chào người phương Nam vừa vào đạo tràng. Rồi, nghe được âm thanh Nhật Quỳnh là đọc bài được rồi phải không? Dạ, Nhật Quỳnh kính mời cô nha. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ba Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã cho biết là nghe rõ. Dạ, cảm ơn cô Trần Đạo. Con kính đánh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, kính đánh lễ Chư Tôn Đức Tăng ở những đất này mà con không được biết. Dạ, xin chào toàn thể quý vị. Dạ, sau đây con xin dạ, cảm ơn cô Tuệ Diện. Dạ, sau đây con xin được đọc bài ạ. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe, này các tỳ kheo, đầy đủ hai pháp này, một người như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục, thế nào là hai ác giới và ác kiến? Này các tỳ kheo, đầy đủ hai pháp này, một người như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế Tôn đã nói nên ý nghĩa này ở đây, điều này được nói đến. Người nào được thành tựu đầy đủ hai pháp này, đầy đủ với ác giới và đầy đủ ác kiến, khi thân hoại mạng chung, người có ác trí tuệ, người ấy phải bị sanh vào cảnh giới địa ngục. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Điều này, bài 26, điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe đầy đủ hai pháp này. Các tỳ kheo, một người như vậy, tương xứng được sanh lên thiên giới, thế nào là hai giới hiền thiện và hiền thiện, đầy đủ hai pháp này các tỳ kheo. Một người như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới, thế nào là hai giới hiền thiện và kiến hiền thiện, đầy đủ hai pháp này các tỳ kheo, một người như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây, điều này được nói đến.
Dạ Nam Mô Bích Thai, dạ đạo tràng không còn nghe âm thanh của cô được. Cô có nghe được âm thanh Nhật Bình không ạ? À? Đọc xong rồi. Dạ, vậy đạo tràng hết nghe, dạ. Cảm dạ, tri ân cô. Tâm Pháp ơi, Tâm Pháp có chức máy, Tâm Pháp có đọc bài không Tâm Pháp ơi? Trong khi... Dạ, không có nghe, dạ, đạo tràng không có nghe. Dạ, Tâm Pháp ơi, Tâm Pháp có chức máy không, có đọc bài được không Tâm Pháp? Rồi, dạ Tâm Pháp nha. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con thành kính đảnh lễ Sư lễ quý bà quý cô tu nữ, cần kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, cần kính lễ cô tu nữ Tham Mát Cha Đi, cần kính chào quý đạo hữu và cần kính tri ân xin nhập bình. Cần đều cho biết âm thanh rõ và con xin phép đọc. Wow, dài quá hả? Để con đọc từ từ. Tại cái di động của con, nó màn hình nó nhỏ, con thấy được có 3-4 hàng nè. Bài 26. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, đầy đủ hai pháp, một người như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là hai? Ác giới và ác kiến. Này các tỳ kheo, đầy đủ hai pháp này, một người như vậy tương ứng bị rơi vào địa ngục. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, đầy đủ hai pháp, một người như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là hai? Ác giới và ác kiến. Này các tỳ kheo, đầy đủ hai pháp này, một người như vậy tương ứng bị rơi vào địa ngục. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. À, dạ, hết rồi. Hết rồi phải không Sích? Sích ơi, hết rồi hả? Đúng không? Hay là còn câu chót nữa? Người nào... Còn, dạ. Người nào được thành tựu đầy đủ hai pháp này, đầy đủ với ác giới và đầy đủ ác kiến, khi thân hoại mạng chung, người có ác trí tuệ, người ấy phải nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ hết rồi, ít còn nữa. Ủa, hết rồi phải không Xích? Hay con đọc tiếp đi, Xích đưa lên con đọc tiếp. Còn, à còn nữa hả? Ồ. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Đầy đủ hai pháp này các tỳ kheo, một người như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế nào là hai? Giới hiền thiện và kiến hiền thiện. Đầy đủ hai pháp này, này các tỳ kheo, một người như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Hai, giới hiền thiện và kiến hiền thiện. Đầy đủ hai pháp này, này các tỳ kheo, một người như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này.
Ở đây điều này được nói đến. Người nào được thành tựu đầy đủ hai pháp này, đầy đủ giới hiền thiện, đầy đủ kiến hiền thiện, khi thân hoại mạng chung, người có chánh trí tuệ, người ấy sẽ được sanh vào cảnh giới cõi trời. Ý nghĩa này, cõi trời, thiếu chữ y à? Cõi trời, ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ con à, dạ con đọc xong rồi. À, kính tri ân Xích Nhật Bình. À, dạ con kính tri ân chú Quách Thanh Á. Dạ con kính gái mít đại đạo tràng. Nam mô Bích Thà dạ. À, con xuống. Dạ sa thú kính cảm ơn tâm pháp rất nhiều. Nam mô Bích Tha giá con thành kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Tăng vừa quang lâm vào đạo tràng. Dạ sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ tệ duyên, cô tu nữ thăm má chá rí, Vinh Quách Thanh Á, Xích Trần Đạo, Xích Tâm Pháp đã hoan hỷ đọc lại bài kinh 32 và 33 của Tiểu Bộ. Dạ bây giờ thì con đã thấy thượng tọa Pháp Tăng vào đạo tràng rồi. Con xin thay mặt đạo tràng Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được học bài câu tiểu bộ 34 La Mã. Dạ Nam Mô Bích Tha dạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu da ha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu da ha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu da ha sa. Chúng sanh tất cả bước hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lỡ mập đặng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành rải tàn mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngập ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Viết lầm mở đạo dạy đời, nhằm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy tinh giữ pháp từ. Đó là Nhơn Kiều Trịnh Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăn thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân khổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói hàng tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha giá và đạo tràng kính con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ Quỳnh và con xin đọc thánh kinh và cảm ơn Quỳnh Quách Thanh Á. Dạ trước khi con thỉnh sư, con xin được đọc chính kinh bài 34 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo không có nhiệt tình, không có sợ hãi, không có thể chứng được chánh giác, không có thể chứng được niết bàn, không có thể chứng được vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Này các tỳ kheo có nhiệt tình, có sợ hãi, có thể chứng được giác ngộ, có thể chứng được niết bàn, có thể chứng được vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến.
Người không có nhiệt tình, không có biết sợ hãi, biến nhát không tinh cần, nhiều hôn trầm thủy miên, không biết đến xấu hổ, không có lòng tôn kính, vị tỳ kheo như vậy, không có thể đặt tới với thượng chánh đẳng giác. Ai giữ được chánh niệm, thông minh tu thiền định, nhiệt tình biết sợ hãi và không có phóng dật, sau khi chặt đứt được kiết sự sanh và già, ở đây có thể đạt chánh đẳng giác vô thượng. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi được nghe. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, bản chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Tân Từ Bi hoan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Sư cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, sa thú lành thai nhục bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thamaya, dạ, Nam mô Sanghaya. Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính chào quý Phật tử, quý cô tu nữ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua cái bài số 34 La Mã. Hồi nãy chúng tôi bận công việc cho nên vào trễ. Giờ về tới thì chúng tôi cũng phải vào room liền. Vì vậy cho nên quý vị chờ chúng tôi, nghĩ là nó cũng cáo lỗi quý vị. Trước khi giảng bài học hôm nay, chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakavantang Aphiwadimi Nhất Tâm Đảnh Lễ Đức Thế Tôn Bậc A La Hán chánh đẳng giác, đấng thi nhân sư bi trí vẹn toàn, Soa Khato Phagavata Thammo Thammang Nama Sami, nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo chí thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc, thiết thực hiện tiện. Subhatipanno Phagavato Savakasangho Sankang Nama Mi, nhất tâm đảnh lễ chư hiền thánh tăng. Các ngài đã đắc quả thánh và còn phạm là mô phạm của quần sinh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do đức lễ bái Tam Bảo một cách tâm tắc, nguyện cầu mong Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Thầy gia. Ta kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ở trong nội dung của bài kinh số 34 La Mã hôm nay đó, thì chúng ta đã nghe đọc cái phần chánh kinh. Bây giờ chúng tôi sẽ giảng với cái ý nghĩa này. Ở đây đó thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài dạy rằng này các tỳ kheo không có nhiệt tình, không có sợ hãi, không thể chứng được chánh giác, không thể chứng được niết bàn, không thể chứng được vô thượng an ổn khổ ách. Này tỳ kheo có nhiệt tình, có sợ hãi, có thể chứng đắc giác ngộ, chứng giác ngộ, có thể chứng niết bàn, có thể chứng vô thượng an ổn khổ ách. Như vậy thì trong cái nội dung của bài kinh này thì trước tiên đó là chúng ta thấy cái câu kệ ngôn ở đây. Đức Phật ngài dạy rằng người không tình, không có biết sợ hãi, biến nhát, không tinh cần, nhiều hôn trầm thị miên, không biết xấu hổ, không có lòng tôn kính, tỷ kheo như vậy không thể đạt tới. Thì trước tiên chúng ta thấy rằng là trước tiên là người không có nhiệt tình. Hiểu cái câu này có là mình không có cái sự nỗ lực, không có cái sự chuyên cần. Nếu một người tu tập cũng vậy. Chúng ta thấy ở trong tứ chánh cần, tức là
nói đến thận trường tu bảo, tức là thận cần, tức là cái người tu á, là mình cần phải có cái cẩn thận, dè dặt giữ cái tâm mình, giữ tâm mình, giữ mọi cái hành vi của mình không để sai phạm. Tức là thân khẩu nghiệp bất thiện thì mình nên bỏ đi, không có ta không có làm. Và ý nghĩ bất thiện cũng không nên nghĩ đến, bỏ nó đi. Thì cái đó gọi là mình thận trọng dè dặt. Cái người tu giữ cái tâm của mình là như là một cái người mà giữ cái kho báu vậy đó. Ta sợ mất, ta sợ mất như thế nào thì cái người tu giữ cái tâm của mình cũng như vậy. Thì trong kinh Đức Phật gọi đó là người có phòng hộ, có phòng hộ ý căn, hay là phòng hộ thân căn, hoặc là thần hộ khẩu căn. Đó là mình có cái sự phòng hộ. Khi nói đến cái việc mà cái nội tâm của mình mà có cái pháp bất thiện sanh khởi rồi đó, thì cái người tu cũng cần có loại bỏ cái pháp bất thiện. Bởi vì trong tâm của mình nghĩ như thế nào thì có ai biết, ngoại trừ những bậc thánh có tha tâm thông thì biết được cái tâm của mình nghĩ như gì, nghĩ như thế nào. Thì còn nghĩ những cái pháp bất thiện khởi lên ở trong tâm mình mà mình không tự loại bỏ nó đi, mà mình cứ nuôi dưỡng nó hoài, thì lâu ngày nó sẽ lớn mạnh, lâu ngày lớn mạnh. Trong kinh Đức Phật dạy rằng là nếu mà thiện pháp sanh khởi thì ác pháp sẽ bị đẩy lùi, nhưng mà ngược lại đó là thiện ác pháp mà tăng trưởng thì thiện pháp sẽ bị đẩy lùi. Vì vậy cho nên là cái người tu là mình làm sao cái nhiệm vụ là mình bỏ cái pháp bất thiện từ trong nội tâm, ngay cả trong cái suy nghĩ của mình. Biết rằng với một người phàm phu thì những cái tạp niệm bất thiện nó thỉnh thoảng nó sanh khởi, thỉnh thoảng sanh khởi chứ không phải là không sanh khởi. Nhưng mà lúc nào mà tâm nghĩ đến những cái điều bất thiện đó, hoặc là tham, hoặc là dục, hoặc là sân, hoặc là hận đó, thì từ tham sân si đó, mình nghĩ đến những điều đó thì mình loại bỏ nó đi. Chứ còn mình để nó cứ ngấm ngầm hoặc là để nuôi dưỡng nó hoài thì nó sẽ là lớn mạnh. Đó là cái điều mà mình cần phải loại bỏ trong cái sự nhiệt tình của mình, trong sự nhiệt tình. Cái thứ ba nữa đó là nếu một người có cái sự nhiệt tình tinh tấn đó, thì mình làm sao cái thiện pháp ở trong tâm của mình nó tăng trưởng là cần phải biết, cần phải làm, chứ không có, không phải là không làm. Tức là mình nuôi dưỡng cái lòng tin của mình được lớn mạnh lên thêm. Tin về ân đức của Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, tin về nhân quả, nghiệp báo, tin về luân hồi, tin về sự thanh tịnh của tăng chúng. Ở đó là chỉ cho bậc tăng chúng, ở đây là chỉ cho cái thanh tịnh của bậc thánh. Thanh tịnh của bậc thánh. Khi mà mình có được cái sự phòng hộ đó đó, hay là mình làm cho cái nội tâm của mình được tăng trưởng cái thiện pháp, thì cái điều đó rất là cần thiết. Rồi khi mà thiện pháp có rồi đó, thì ở trong đời sống mình tu tập, mình nên cố gắng gìn giữ nó, đừng để nó mất. Niềm tin được vững chắc cũng phải gìn giữ, niềm tin cũng phải gìn giữ, giới hạnh cũng phải được gìn giữ, đời sống chánh niệm tu tập của mình cũng cần phải có chánh, phải gìn giữ. Và tất cả những cái thiện nghiệp nào, cái thiện pháp nào mà mình thực hành thì cố gắng thực hành những cái thiện pháp đó đều đều, luôn luôn và thường xuyên. Khi mà mình biết như vậy đó là mình có cái sự nhiệt tình. Nhưng mà nếu như một người mà không có nhiệt tình thì rõ ràng là ở đây họ không có cái sự tinh tấn, không có tinh tấn, thì pháp bất thiện sanh trong tâm họ lớn mạnh lên, rồi thiện pháp của họ không có.
hoặc là có bị mất đi, rốt cuộc lại là thiện bất thiện pháp nó lấn át. Cho nên cái này dù có nhiệt tình, mình không có nhiệt tình thì rõ ràng là không có sự nỗ lực. Cái thứ hai nữa là nói đến cái sợ hãi. Sợ hãi ở đây là sự ottapa, có nghĩa là chúng ta nghe hai cái chi pháp đó, hai cái chi pháp mà Đức Phật ngài dạy đó, đó là nói đến cái việc mà hai cái chi pháp mà Đức Phật ngài dạy đó là lòng tàm và lòng quý. Trước tiết là mình xấu, biết xấu hổ, biết mắc cỡ với những cái hành vi xấu của mình, thân khẩu ý bất thiện của mình. Một cái mãi mai suy nghĩ lên cũng phải biết xấu hổ. Xấu hổ ở đây không phải như những cái người mà những cái cô thiếu nữ e ấp rồi là bẽn lẽn ngại ngùng, không phải. Mà xấu hổ ở đây là phải biết xấu hổ với những cái nghiệp bất thiện của mình, mình đã làm hay là chừng bị làm như thế nào đó, mình biết xấu hổ những điều đó. Cái thứ hai nữa là mình phải biết sợ hãi, chứ ottapa tức là biết sợ hãi. Sợ ở đây là sợ bậc thiện trí thức, sợ bậc thiện trí thức chê trách, sợ bậc thiện trí thức. Vậy nếu như một người mà sống mà không biết thờ bợ, sợ cái bậc hiền trí chê trách mình á, thì rõ ràng là cái người đó họ không có biết tránh xa đâu, không có biết tránh xa những cái ác nghiệp. Ví dụ như là chúng ta biết rằng mình sống xung quanh mình, mình dòm biết dòm trước dòm sau, trước khi mình làm cái này làm cái kia đó, thì mình giống như là ở ngoài người ta nói cái câu là trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần. Thì cái người tu tập phải trước khi làm suy nghĩ cái gì đó, thì mình nên nhìn trước nhìn sau, nhìn xem coi các cái bậc thiện trí thức có làm việc này có nên, có đúng chăng. Việc này là của một cái người tu sĩ, người tu tập như vậy, mình có làm như vậy có đáng chặt. Thì khi mà mình đặt cái câu hỏi, đặt dấu hỏi như vậy đó, thì tự động mình nhìn xung quanh, mình biết rằng các bậc thiện trí thức nếu mà mình làm những chuyện gì nó xấu, những gì không tốt, thì bậc thiện trí thức sẽ chỉ trích ngay thôi, chỉ trích chúng ta. Cái người mà biết không biết sợ thì họ làm những cái nhiều tội lỗi, cả những cái điều ẩn khuất hay là những cái điều mà ẩn khuất, hay là những cái điều mà được bộc lộ ra từ bên ngoài, được hiển hiện ra bên ngoài. Nhưng mà cái người mà biết sợ hãi thì họ không có làm, sợ bậc thiện trí thức chết rồi. Cái thứ hai nữa đó là nói đến cái gì, người ta biết sợ đến cái quả báo xấu, phải biết sợ cái quả báo xấu. Chúng ta sống trong đời sống hiện tại này đó, thì cái quả xấu nó chưa có trổ ra, thì chúng ta nghĩ rằng chắc là không có sao, không có gì đâu. Nhưng mà sự thật ra đó, cái quả báo xấu một khi mà chúng ta có tác tạo bằng ý nghiệp, tác tạo bằng khẩu nghiệp và tác tạo bằng thân nghiệp đó, thì nó sẽ có cái quả báo xấu. Quả báo xấu. À, khi mà mình sợ có quả báo xấu trong tương lai, hoặc là chính ở trong hiện tại mình cứ suy nghĩ nhọc nhằn về những cái điều bất thiện làm, nó sinh ra những cái điều là gì? Ăn năn, hối hận, sinh ra những cái sự mà sợ hãi, sợ sệt trước những cái hành vi mình đã làm, những điều xấu. Mình sợ lắm. Và khi mà mình sợ vậy á, tâm mình tán loạn. Mệnh chung á, lúc mà mình mệnh chung, lúc mình bình thường á, thì mình bình tĩnh như vậy nè, thì có thể là mình kìm cái tâm, giữ cái tâm mình, tức là mình giữ cái tâm mình bằng phương pháp chánh niệm, tức là mình tập chú vào trong cái đề mục mà mình tu.
Nhưng mà đến lúc mà mình sắp sửa mạng chung rồi đó, thì mọi chuyện đó, nó đều bao vây mình, nó bao vây mình. Và khi đối diện trước sự chết mà mình không sợ hãi thì cũng khó lắm đó. Mà cái người mà không có làm lỗi gì thì họ không sợ hãi, nhưng mà đã có làm lỗi mà không sợ hãi thì chuyện đó cũng khó. Cho nên là cái chuyện mà sợ hãi nó làm cho cái tâm tán loạn trước khi một cái người đó mệnh chung. Mệnh chung là như vậy thì dễ sanh cõi dữ, dễ sanh ác thú. Vì vậy ở đây đó nói là cái người mà không biết sợ hãi thì bất cứ một cái việc gì họ cũng có thể làm, bất thiện gì họ cũng có thể làm, dù là chuyện đó phức lắc hay là chuyện trước mặt thanh thiên bạch nhật họ cũng làm, hay gọi là khuất lấp ở đâu thì họ cũng làm. Bởi vì họ đâu có sợ hãi quả báo, họ đâu sợ bậc thiện trí thức chê trách họ, hoặc là họ đâu sợ là cái nội tâm của họ bị ô nhiễm bởi vì những cái hành vi suy nghĩ những điều ác, hay là lời nói ác, hay là hành vi ác, hay hoặc là suy nghĩ ác. Như vậy thì nếu mà một người mà không biết sợ hãi thì rõ ràng đó cũng là một trong những cái pháp. Chúng ta thấy rằng trong kinh Đức Phật Ngài dạy rằng Hiri Ottapa là hai cái pháp mà nâng đỡ thế gian này, nâng đỡ thế gian này. Nếu trên cuộc đời này mà mọi người mà không có hai pháp này thì có lẽ là người ta cũng loạn lạc với nhau rồi, người ta hơn thua với nhau rồi, người ta đủ điều đủ chuyện rồi. Và nếu mà chư thiên mà không có hai pháp này cũng loạn, mà nhờ có hai pháp này mà loài người được yên ổn, chư thiên mới được sanh, có thiên giới có được sanh được nhiều chư thiên nhờ như vậy. Và chính cái pháp này nó hỗ trợ cho cái sanh làm thiên giới, sanh làm chư thiên, hay là sanh ở cõi nhân loại được ổn. Và nhờ đó mà cái người tu tập họ được phát triển, cái nội tâm của họ được an lạc. Nhờ là gì? Nhờ có lòng tham và lòng quý. Ý nghĩa thứ kế tiếp Đức Phật Ngài nói, cái người mà biến nhát không tinh cần. Biến nhát ở đây đó là quý vị biết rằng cái người biến nhát á, thì cái người đó họ diễn cớ nhiều lý do lắm. Biến nhát thì diễn cớ nhiều lý do lắm. Và mình nghĩ một cái điều gì đó, nếu mà mình biến nhát được bữa nay thì ngày mai mình tiếp tục biến nhát nữa, thì lần lượt mình không có cái sự nỗ lực gì hết đấy, mà chỉ là sự biến nhát thôi. Giờ biến nhát nó sẽ đi đôi, đi kế tiếp là không có, do không tinh cần cho nên là biến nhát. Biến nhát ở đây là mượn cái lý do, ví dụ như bây giờ nè, mình học kinh mà mình làm biến học thì làm sao thuộc kinh. Tụng mà mình không hành cũng không được, nhưng mà không tụng mà không hành nữa thì càng nguy hiểm hơn, càng không tốt nữa. Cho nên nếu mà mình tụng kinh á, mình để mà mình thuộc kinh á, thì mình cần phải học. Mà mình biến nhát thì làm sao mà mình học để mà mình thuộc. Ngay cả hồi nhỏ mà mình không học thì lớn lên cũng không sao, không có thuộc được một bài kinh nào hết. Lớn lên thì chúng ta thấy rồi, mình có tuổi rồi đó, thì mình sẽ là học một bài kinh rất là khó khăn. Rất là khó khăn, chứ không phải như lúc trẻ. Lúc trẻ đọc học bài kinh chừng 1-2 ngày, bài kinh vừa vừa là đã thuộc rồi. Bây giờ học cả tuần chưa thuộc nữa. Thì mình biết mình bị suy vong rồi đó, bị suy yếu rồi đó. Sức khỏe, trí nhớ, mất dần. Cái đó là mình nói chuyện một cái người học kinh. Rồi bây giờ mình xem kinh cũng vậy đấy. Xem kinh thì hồi trước mình say xem mình nhớ nhiều, bây giờ mình xem mình lại không nhớ hết, nhớ rất là ít, nhớ mang máng, nhớ cái gì đó. Rồi bây giờ nói là mình biến nhát ấy, thì mình làm sao phục vụ được. Thí dụ như ở chùa mình nghĩ rằng mình có thể tạo nhiều cái công đức thiện sự chứ,
mình vừa là tu thiền, vừa là trì giới, nhưng mà cũng phải vừa là phục vụ. Phục vụ ở đây là một trong những cái thiện pháp, cái phước để tạo cho mình. Phục vụ là phục vụ đến, nghĩ đến tăng chúng, nghĩ đến tam bảo, nghĩ đến đại chúng, nghĩ đến nhiều người. Khi mà mình bỏ cái công sức của mình ra để mà phục vụ, dù là một phục vụ gì đi nữa. Phục vụ ở đây là ví dụ như là nói đơn giản như là mình quét, mình lau, mình chùi, mình cái chánh điện tam bảo, hay là phục vụ đối với chư tăng, phục vụ cái này cái kia, thì nhiều cái phục vụ lắm. Phục vụ mà mình nghĩ đến cái đại thể, cái chung thì cái phước nó lớn. Nếu mà mình không có sự mình biến nhát thì làm sao phục vụ. Rồi hoặc là mình ngồi thiền cũng vậy, cũng biến nhát là không thể ngồi thiền được. Nửa đêm ngủ ngon như thế này, biểu ngồi vậy ngồi thiền thì làm sao? Nó để ngủ miếng đó, rồi ngủ luôn chứ còn làm sao ngủ miếng. Chúng ta biết cái nhu cầu mà ăn và ngủ đó, thì nó là nhu cầu tất yếu của con người. Một khi mà cái nhu cầu nó cần thiết, chúng ta thức hoài chúng ta chịu cũng không nổi. Cho nên là chúng ta cần phải có nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà chúng ta ngủ nhiều quá thì đó là cũng sự biến nhát rồi. Cái gì nó ở là mức độ gọi là độ lượng đó. Gọi là những cái pháp của hiền trí thì trong đó có tri độ. Độ trong cái việc ăn uống, tri độ là độ, tri độ là biết độ lượng trong cái việc ăn uống ngủ nghỉ, biết độ lượng ở trong cái việc tu tập của mình. Đó cũng là một trong những cái pháp của người hiền trí. Pháp của người hiền trí. Thì ở đây nếu một người mà biến nhát thì đương nhiên là họ không có sự siêng năng này. Dù là ngồi thiền hay là tụng kinh, học kinh, hay là phục vụ, hay là nhiều cái việc khác nữa, họ muốn nhiều lý do. Đúng không? Đói quá cũng không thể nè, rồi no quá thì cũng không thể nè, lạnh quá cũng không thể nè, nóng quá cũng không thể nè, mệt quá cũng không thể, khỏe quá cũng không thể. Có nhiều cái lý do lắm. Cho nên là cái người mà biến nhát thì họ thối thất nhiều cái lý do, họ có nhiều lý do để họ thối thất. Và do họ thối thất như vậy thì làm sao mà có được sự tinh tấn. Ở trong tứ như ý túc đó, thì bốn pháp đó đó chúng ta thấy là dục cần tâm thẩm. Thì ý muốn của mình muốn tu tập giải thoát là một. Cái thứ hai là mình phải có sự nỗ lực chứ. Còn nếu không có sự nỗ lực, ở đây là sự nhiệt tình, tinh cần đó. Mà nếu mà mình không có sự nỗ lực, không có sự tinh cần thì làm sao mà mình tu tập được. Rồi mình cái tâm của mình đó, làm cho nó đắc định được. Đắc định được, đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Hoặc là nhờ quán chiếu minh sát đó, tức là thiền quán đó, mà mình có thể được cái sự an lạc ở nội tâm. Thì nếu như mình không có những điều đó thì làm sao có sự thành tựu được. Đó là một trong những cái lý do mà nó không thể đưa cái người đó đến tối thượng, chứng quả tối thượng, chánh đẳng, chánh giác được. Trong 10 pháp ba la mật thì chúng ta thấy bố thí, trì giới, đúng không? Xuất gia, trí tuệ, kham nhẫn, chân thật, tinh tấn, rồi từ tâm, vân vân, chí nguyện. Thì nói chung là những pháp đó đều là phải có. Một người á, một người tu tập ở đây đó là phải biết cái sự tinh cần. Cái điều nữa đó là nói cái người mà bị nhiều hôn trầm, nó đi đôi với cái việc mà cái người mà ham ăn ham ngủ. Ham ăn ham ngủ. Bởi vì nếu mà mình bị trầm, bị hôn trầm thủy miên thường xuyên thì làm sao mình minh đạt được cái lúc mà mình ngồi thì có một số người lầm tưởng là cái hôn trầm đó là pháp nó lên. Cái đó là nguy hiểm. Đừng có nghĩ như vậy. Hôn trầm là hôn trầm. Khi mà ngồi định tâm á, thì mình phải biết tri giác, tức là mình nói chung là mình phải biết được cái ghi nhận ở trong cái đề mục của mình bằng với đời sống chánh niệm của mình á. Mình ghi nhận cái đề mục mà mình đang theo dõi đó. Lúc đó là mình gác cái tâm của mình hết tất cả những cái vọng động ở bên ngoài, cái trần cảnh bên ngoài, mà mình để cái tâm của mình vào trong cái đề mục đó.
thì cái người đó gọi là người có chánh niệm. Có chánh niệm chứ không phải là mình gục gạch như thế này, mình không biết gì hết, không có bám sát đề mục mà lại không biết tri giác về bên ngoài, gọi là cái người đó là tu tập có định. Không phải, hôn trầm nó là một trạng thái là không có, nó mê mờ, nó không biết, không nhận định ra gì. Còn cái người mà có chánh niệm đó, thì họ không để tâm ở các cái trần cảnh bên ngoài, mà bây giờ họ để tâm bám sát vào trong cái đề mục của họ, phân biệt được cái đó. Cho nên cái người mà bị hôn trầm đó, ham ăn mê ngủ nhiều á, thì cái việc hành pháp nó cũng là sự trở ngại. Chúng ta thấy nếu mà nói đến cái việc mà năm cái triền cái thì đầu tiên gọi là hôn thủy cái. Hôn thủy cái thì bao gồm cả hôn trầm và thủy miên. Hôn trầm là trạng thái mệt mỏi giả dụi của thân, của thân mình. Rồi thủy miên là trạng thái hạn chế ở nội tâm, không có suy tư cái gì hết. Đó là lúc mà cái tâm của mình không đặt vào trong cái đề mục đó, mà bây giờ là mình không biết cái gì hết đó. Thì đó là hôn trầm và thủy miên. Hôn trầm và thủy miên. Thì ở đây đó, phải nói đến là cái người mà không biết, tức là người mà có hôn trầm thủy miên như vậy á, thì cái người đó cũng khó bao giờ mà tu tập ở trong cái đời sống mà mình định tĩnh được ở trong cái đời sống thiền tập. Chúng tôi có chứng kiến ngày xưa mà lúc còn nhỏ mà các giới tử tu tập chung với nhau, có những chú giới tử đó thì quý vị biết đó là thức thì rao rảo, tức là thức tới khuya cũng được, nhưng mà lên tụng kinh là bắt đầu gục gạch, dù là không phải là băng phi băng gì vậy, chiều tối tụng cũng là gục gạt rồi, hả, lên tụng kinh là ngủ, lên tụng kinh là ngủ, và hả, bỏ xuống hết tụng kinh là đi ra rã vậy đó, không có bao giờ mà buồn ngủ. Thì đó cũng là cái sự trở ngại. Nhưng mà nói trên phương diện thiền tập thì cái việc mà hôn trầm và thị miên nó là cũng là một trong những cái trở ngại ở trong cái đời sống của mình. Và chi tầm thì đối trị hôn trầm, cái người mà đắc được sơ định thì người đó có cái chi tầm sanh khởi lên. Thì mà chi tầm sanh khởi lên thì nó làm hạn chế, không cho buồn ngủ, không cho giả dời, không cho mệt mỏi của nội tâm là như vậy. Kế tiếp nữa là nói đến cái điều mà không biết xấu hổ. Hồi nãy chúng tôi đã nói rồi, lòng tàm và lòng quý. Cái sợ hãi ở đây là ottapa, tức là lòng quý. Mà lòng tàm ở đây là xấu hổ, hikri. Thì hai cái pháp này, nhưng mà không biết mắc cỡ, không biết sợ hãi thì rõ ràng là cái đó, cái người đó họ lao vào ở trong cái pháp bất thiện rất là nhiều, họ cặm cụi vào trong cái pháp bất thiện rất là nhiều, và mặc cho cái việc gì đi nữa thì họ vẫn lao đầu vào trong cái pháp bất thiện. Rồi cái điều kế tiếp nữa là nói đến cái không có lòng tôn kính. Vị tỷ kheo như vậy không đạt tới tối thượng chánh đẳng giác. Rồi chúng ta thấy cái câu này ha. Tức là ở đây đó là tôn kính gì? Tôn kính Phật, tôn kính Pháp, tôn kính Tăng, tôn kính học giới. Tôn kính Phật, tôn kính Pháp, tôn kính Tăng, tôn kính học giới. Hôm rồi cách nay mấy bữa ở trong rừng Phật Pháp của Thattama đó, có nói đến năm cái pháp gọi là quan vu tâm, tức là hoài nghi Phật, hoài nghi Pháp, hoài nghi Tăng, hoài nghi học Pháp, hoài nghi học Pháp là bất mãn bạn đồng phạm hạnh. Thì năm cái pháp đó là một trong những cái tâm mà bị chướng ngại, trở ngại, làm cho không xác định được lý tưởng tu tập của mình, mục đích tu tập của mình. Thì ở đây nói đến cái việc mà một người mà không biết xấu hổ và là không biết tôn kính, không biết tôn kính, là không biết tôn kính Phật, không biết tôn kính Pháp, không biết tôn kính Tăng, tôn kính học giới, hoặc là bất mãn bạn đồng phạm hạnh, thì cái đó là một trong những cái pháp làm cho người đó định trình lại, định trì 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 trệ
và thậm chí có thể là sa đọa, sa sút bởi vì cái đời sống tu tập của họ, họ không có sự cung kính. Dù gì đi nữa thì nếu một người mà thấy hình ảnh của Tam Bảo biết tôn kính thì chúng tôi nghĩ người đó còn nghĩ đến nhân quả. Còn người nào mà gặp quý sư chư tăng rồi gặp Phật pháp tăng thì coi cũng chẳng ra gì đó, thì người đó cũng chẳng có đức tin đối với Tam Bảo như thế nào. Và càng xa hơn nữa là họ không có tin về nhân quả. Bởi vì họ tin nhân quả thì họ không bao giờ mà họ coi thường, khinh coi thường đối với Tam Bảo. Vì nếu mà họ tin nhân quả thì họ có coi thường Tam Bảo. Bởi vì họ nghĩ rằng nếu như một người mà có tin nhân quả thì họ nghĩ rằng họ cung kính Tam Bảo thì họ sẽ được cái phước. Còn nếu mà họ không cung kính, họ bổ bàn đối với Tam Bảo thì rõ ràng là họ bị cái quả báo xấu. Do họ không tin cho nên là họ cứ vậy thôi, họ cứ tạo cái nghiệp bất thiện. Ở đây đó là nói đến cái sự tôn kính học giới cũng vậy đấy. Tức cái điều học mà mình là mình thọ trì, mình biết tôn trọng, tôn kính thì mình hành trì một cách nghiêm chỉnh, nghiêm khắc, tự khắc kỹ lấy mình. Còn nếu như mà mình không không tôn kính cái điều học của mình làm thì mình làm cho có qua lo thôi, làm cho có lấy lệ hoặc là làm cho có thêm tức, chứ không phải là làm để cho có kết quả từ cái việc thực hành giới hạnh của mình. Đức Phật ngài nói như chị tỷ kheo như vậy thì không đạt tới cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, khinh chánh giác. Bây giờ nè, Đức Phật ngài nói rằng ai giữ được chánh niệm, thông minh tu thiền định, đây là cái người thông minh, mình nói theo cái từ thông minh là gọi là bậc trí, tức là mình lo trao dồi cái nội tâm mình bằng đời sống chánh niệm. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rằng là dình tâm bậc trí chăm lo, như ông phú hộ bo bo giữ tiền. Tức là cái bậc trí á, giữ cái tâm của họ giống như ông bo bá hộ vậy đó. Ông giữ tiền ông như thế nào thì mình giữ cái tâm của mình như vậy. Mình giữ tâm mình. Đó là người trí. Bởi vì không có cái gì đánh mất. Tiền bạc tất cả ở bên ngoài thì của cái vật chất danh vọng gì đó thì hả mà nhắm mắt lìa đời là phủi tay hết tất cả, bỏ lại hết tất cả. Nhưng mà chỉ có đời sống tu tập cho của chính mình, phước báo hay là đời sống tu tập chánh niệm của mình thì cái đó mới thực là cái vốn của mình, cái của mình không bị mất. Và biết nhiệt tình sợ hãi, biết sợ hãi đó, không phóng dật, là giữ cái tâm của mình sau khi chặt đứt kiết sử. Hiểu ở đây cái sự tức là chỉ cho phiền não mà ai chặt đứt thì chỉ cho các bậc thánh lần lượt là chặt đứt hết các cái kiết sử phiền não. Kiết sử ở đây hiểu là những sợi dây trói buộc mà chúng ta biết đó là thân kiến, là hoài nghi, là giới cấm thủ, là dục ái, là sân, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật. Đó là những cái pháp bất thiện mà ở đó là những cái sợi dây trói buộc. Và do những sợi dây này trói buộc như vậy cho nên là chúng ta có sinh thì chúng ta phải có già, rồi có tử, có chết. Đó là quy luật tất yếu. Mà cái người còn phiền não là chất nhựa sống để tạo nên cái đời sống tiếp diễn cho đời sống luân hồi từ đời này sang đời khác. Một người dứt được phiền não, dứt được kiết sử, những sợi dây trói buộc như đã nêu khi nãy, thì cái người đó họ không có bị già, bị chết, bị đau đây nữa. Bởi vì sao? Cái căn nhân của phiền não được đoạn tận. Căn nhân của phiền não được đoạn tận thì đời sống tạo nghiệp đó nó không có còn. Tạo nghiệp không còn. Nếu mà được đoạn tận thì là không có tạo nghiệp nữa. Và do không có tạo nghiệp cho nên là không có tiếp diễn tái sanh từ đời này sang đời khác. Tạo nghiệp giống như cái việc mà chúng ta đầu tư ra vậy đó.
chúng ta sanh cảnh giới này, cảnh giới kia đó, thì cái yếu tố cốt lõi là do ái. Nhưng mà phải nói là do chúng ta có tạo tác ra. Cái ái đó nó khiến cho chúng ta tạo tác ra. Chúng ta đầu tư ra. Và cho do đầu tư cho nên là chúng ta có đời này, đời khác. Có nó mặt nơi này, nơi khác. Có cõi ở trong cõi dục cũng có. Ở trong cõi sắc cũng có. Ở trong cõi vô sắc cũng có. Cho nên là có sinh thì phải có tử. Dù là các cái cảnh giới cao hơn á, cõi giới, cảnh giới cõi trời hay là cõi phạm thiên sắc giới hoặc là vô sắc giới, thì chúng ta thấy là tuổi thọ của họ rất là dài. Nhưng mà dù sao thì họ cũng đang tiếp diễn cho đời sống sanh tử. Cho nên chúng ta thấy trong giáo lý Duyên Khởi thì Đức Phật ngài thuyết xuôi thì ngài lại có, ngài lại dạy thuyết ngược nữa. Cái này có thì cái kia có. Avijja sankhara sankhara paccaya. Sankhara paccaya. Rồi sankhara paccaya nguyên nhân năng vân vân. Hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc, danh sắc duyên cho nhập, lục nhập duyên cho xúc vân vân. Và cuối cùng thì chúng ta mới có sanh lão bệnh tử sầu bi khổ u não. Khổ u não. Nhưng mà ngài thuyết ngược đó là cái này được chấm dứt thì cái kia chấm dứt. Trong 12 mắt xích đó, thì cái này chấm dứt thì cái kia chấm dứt. Đức Phật và chư vị thánh, đặc biệt là chư vị thánh vô lậu A-la-hán, thì các ngài đã hoàn toàn cắt đứt cái sợi dây kiết sử rồi. Cho nên cái những cái sợi dây đó không có trói buộc các ngài được. Và do vậy thì các ngài đạt được vô thượng chánh đẳng giác, vô thượng. Và các ngài đã hoàn toàn giải thoát. Như là trong kinh mô tả là bậc thánh vô lậu giải thoát như là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng sinh tử xuống, không còn trở lại trạng thái này nữa. Tức là cái mầm mống sanh khởi dù là thai sanh hay noãn sanh, thấp sanh, quá sanh không còn nữa. Không còn mầm mống nữa. Cái sanh khởi gọi là cái sanh hữu của mình. Thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh. Và nghiệp hữu cũng không còn. Nghiệp hữu tức là hành vi mà tạo tác để tạo ra nghiệp. Dù là nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện, cả ba cái loại hành, phúc hành, phi phúc hành và bất động hành không có nữa. Bởi vì phúc hành thì cũng có quả đưa đến những cái cõi an lành. Phi phúc hành thì cũng có quả đưa đến cõi khổ. Và bất động hành thì cũng có cái quả để đưa đến cõi vô sắc. Cho nên nhìn đi nhìn lại đó thì ba cõi dục sắc và vô sắc đều có mặt. Điều bởi cái sự hành đó. Ở đây gọi là nghiệp hữu. Cái sanh hữu là bốn chủng loại. Là noãn, thai, thấp quá. Nhưng mà nghiệp hữu tức là hành vi tạo tác bởi ba hành đó không có nữa. Cho nên là bậc thánh không có tiếp diễn tái sanh của đời này và đời sau. Quả còn tiếp diễn còn khổ. Bởi vì dù gì đi nữa thì Phật nói là dù là một nhỏ nhoi ít ỏi thì cũng như lai không tan thang, giống như là phân mà bị dính cái đầu móng tay của chúng ta đó, thì ít nhiều nó cũng bị hôi thối. Ý ngài nói là dù ở cõi vô sắc cũng vậy, cái sự hiện hữu nhỏ nhoi, cái thân là vi tế chỉ có bốn thành phần danh quẩn thôi, không có sắc quẩn, rất là tế đó. Nhưng mà dù là nhỏ nhoi nhưng mà Đức Phật cũng không tan thang, bởi vì Đức Phật ngài nói là cái đó nó vẫn khổ. Nhưng mà muốn được cái điều đó không phải dễ nha. Mà để trở thành một cái vị phạm thiên sắc giới, vô sắc giới thì mình phải chứng thiền, tùy theo từng thiền mà mình sanh. Nhưng mà vũ khao thì cũng còn là hiện hữu. Mà hả còn hiện hữu thì chúng ta còn khổ đau. Như vậy thì ở trong cái nội dung của bài kệ này thì Đức Phật ngài nói là cái người mà không có nhiệt tình ha, rồi không có giữ cái tâm của mình, không biết xấu hổ, không biết sợ hãi, tức là không có lòng tàm, lòng quý, và không có sự nỗ lực biến nhát, và để cho cái tâm bị hôn trầm phóng đảng, phóng dật như vậy đó,
thì cái người đó không thể giác ngộ được, không thể chứng quả được. Nhưng mà ngược lại, những ai mà giữ chánh niệm, có tu tập thiền định, biết sợ hãi, biết có lòng tà quý, biết sợ hãi, tránh xa những cái nghiệp xấu đó, và người đó giữ cái tâm của mình không bị phóng dật, và sau đó thì cái vị đó cắt đứt những cái phiền não kiết sự, cái những sợi dây trói buộc luân hồi đó. Vì vậy cho nên là sanh già không tiếp diễn nữa, bởi vì đó có thể đạt được cái quả chánh đẳng vô thượng, đó là như vậy, chứ chỉ cho là cái quả vị giải thoát nữa. Cái quả gì vậy thôi. Thì ở đây chúng tôi xin được chia sẻ bấy nhiêu trong cái nội dung của cái bài giảng hôm nay. Bây giờ cũng thấy cũng đã hết giờ, chúng tôi xin được dứt lời. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Hướng nguyện phần phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta được an lạc, để chúng ta vững mạnh tiến tu. Nam mô Bụt Thầy gia. Dạ, sa thu lành thầy. Thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính tri ân thượng tọa Pháp Tân Từ Bi Hoan Hỷ Quang Lâm đạo tràng thuyết giảng tiểu bộ kinh phẩm 34 cho chúng con học hiểu và hành theo cho được sự lợi ích và sự an vui, sự tiến hóa. Chúng con xin được thành kính tri ân thượng tọa Pháp Thân. Và con cũng xin được thay mặt đại chúng trong room kính cung thỉnh đại đức Minh Hạnh Từ Bi Hoan Hỷ, thay mặt cho đại đức tăng chúc phúc cho room sau khi tiếng pháp Nam Mô Bụt Thầy Gia. Con xin được thành kính cung thỉnh đại đức Minh Hạnh. Nguyện tu sắp mang lang rác hành tu sắp bế đề nguyện tu sắp bồ đà nữ phá về nơi sa đà sa thi vô văn tu tế nguyện tu sắp mang lang rác hành tu sắp bế đề nguyện tu sắp làm ma nữ phá về nơi sa đà sa thi vô văn tu tế nguyện tu sắp mang lang rác hành tu sắp bế đề nguyện tu sắp sanh kha nữ phá về nơi sa đà sa thi vô văn tu tế. Tất cả phu hạng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư tăng các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thay. Dạ, con chúng con xin được thành kính tri ân đại đức Minh Hạnh Từ Bi Hoan Hỷ, chúc phúc cho room sau khi nghe pháp. Avatthana xin được kính mời toàn thể đạo tràng hướng tâm trong sạch về ba ngôi tam bảo, để cùng Avatthana chúng ta là hồi hướng công đức mà chúng ta mới tạo được trong giây phút vừa qua, như là lễ bái tam bảo, tụng kinh, thọ trì quy giới và tính pháp, để hồi hướng đến các vị ân nhân đã quá vãng, do nhờ quả phước thiện thanh cao này được tái sanh và được an vui nơi nhà cảnh. Nam Bụt Thầy Gia, Nam Mô Tam Ma Gia, Nam Mô Sẵn Khà Gia. Con xin hồi hướng quả này thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường, cũng là thân thích tha phương, hoặc đã qua vãng hoặc tường hiện nay, chúng sanh ba giới bốn loài, vô tướng hữu tướng chẳng nài đâu đâu, nghe lời thành thật thính cầu, xin mau tự hồi lãnh thâu quả này, bằng ai xa cách chưa hay, cầu xin thiên chúng mắt ngay với cùng, thấy đều thọ lãnh hưởng chung, dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai, nguyện nhiều tăng chúng đức tài đã thành thánh quả.